cùng hãy đến với Ấn Độ, cái nôi của gia vị và là quê hương của món cơm bình dân Thali. Đây là món ăn truyền thống luôn có mặt trên bàn ăn của người Ấn Độ. Tuy gọi là món nhưng Thali thông thường sẽ gồm một mâm tròn đầy đủ các món ăn kèm với cơm được đựng trong khay với nhiều bát nhỏ. Các món trong Thali không chỉ có những món quen thuộc như cà ri mà còn có các món chiên hay rau củ xào, đảm bảo cung cấp đầy đủ các hương vị. Bởi theo những nguyên tắc ẩm thực của người Ấn, một bữa ăn nên là sự cân bằng hoàn hảo của tất cả các hương vị. Đồng thời, màu sắc tươi sáng của các món ăn cũng khiến cho người thưởng thức cảm giác thích thú và ngon miệng hơn. Một ít cà ri cá cay cay, chua chua, một ít rau củ xào thơm nồng, ngọt vị. Cứ ăn hoài mà chẳng thấy ngán bao giờ. Chào ôi, đại tiệc này phong phú và đặc sắc quá đi. Chắc hẳn là thử thách dành cho hai đội cũng chẳng hề dễ dàng.